Ai. Ôi trời, mưa nặng hạt với một cái đá khổ. Mày quá. Mưa quá. Mình đứng đây còn thấy lạnh nên nói với mấy đứa vô đá. Về biết trận này là trận thủy chiến nha nhân. Ư lạnh. Thành Tâm. Còn được tí đã quay gì hết. Đi lại từng khoảnh khắc chứ. Mà chụp ảnh rồi, có chụp vài bức rồi. Có cái bức của Mai là đẹp nhất. Ủy thách trường quay chạy đi. Trời ơi. Trơn được. Thấy hắn đá ác liệt kinh. Cường ơi, Cường! Điện thoại con pin không? Trời, pin còn được có phí. Có cầu thủ khi nhau té. Hắn thích lừa, hắn đá trong đội tuyển Cường mà. Vào, tí thì vào. Hắn thích lừa, ok. Ờ, nói chung là có quay lại thì có bị gì kỹ thuật đấy cũng được. À, và có cầu thủ ra sân, anh là cầu thủ dự bị chuyên nghiệp. Số 27. Và chúng ta có thể nhìn thấy sự lấm lem trên người của anh Huy. Mặc dù không bẩn lắm. Quay phía sau lưng Mai rồi. Cổ động viên đặc biệt mà. Cổ động viên đặc biệt nhất mùa giải. Mẹ Phú Yên. Đây Quảng Nôm. Đây Quảng Trị. Mẹ đồng dữ. Kia là cầu thủ đứng một mình từ đầu trận giờ.